Mới 8 tuổi đầu mày cũng ranh ma quá hả? Dám trích xuất camera quay màn hình tao với mày, mày đăng lên mạng xã hội. Mày muốn hủy cuộc đời của tao lắm à? Hả? Đúng. Bỏ khép tôi được, nhưng không được động vào mạng tôi. Để coi thử hôm nay trong phòng này có camera nào không. Muốn có thôi đi không? Video con vu khống vợ tôi, hình ảnh tôi đánh vợ, lan truyền trên mạng, chưa đủ xấu hổ mà. Anh em xin lỗi em. Cút. Ba xin lỗi con. Ba không cần xin lỗi. Ba cho con vô thăm mẹ rồi ông ba. Mẹ của con đã không qua khỏi. Không, con không có tin ba. Mẹ nói mẹ sẽ về đón con mà. Cơm kìa. Mặt mày tính nết y chang mẹ mày. Mẹ con làm sao? Đụng đến mẹ mày là mày mới mở miệng ra nói chuyện vậy hả? Để vậy tao nói luôn, mẹ mày chắc cũng ăn ở thất đức dữ lắm á, mới chết sớm như vậy. Chắc cũng do nghiệp quá nặng á. Mẹ tao mất rồi, hãy giải cho mẹ tôi đi. Em xin lỗi anh nhiều nha vì những chuyện đã qua á. Tại vì em thương anh quá đó, nên là em mới làm như vậy thôi. Giờ chị cũng mất rồi, em cũng buồn với lại hối hận lắm. Anh thương em còn không hết, ở đâu mà giận em. Ở nhà anh đi công tác, em ráng lo thằng Hang giùm anh. Sau khi công tác về anh tính chuyện kết hôn nha. Em hứa luôn á, em mà làm gì với con anh hả, em cạy chọc đầu luôn. Cũng đừng làm gì có lỗi với anh nha. Em thề luôn, em mà làm gì có lỗi với anh đó hả? Em tự thiêu mình luôn. Ba ơi, cho con đi nhờ xe qua nhà nọ luôn nha ba. Ừ, đi con.